Xin chào, tôi là Vui Vẻ. Và sau đây, chúng ta đến với series mới nhất trong vũ trụ điện ảnh Marvel về nhân vật nữ quyền lực nhất MCU, cô gái với hai hòn giái, Coley. Sau những sự kiện xảy ra trong Endgame, khi mà nhóm Avenger vô tình để lọt khối Tesseract cho tên thần lừa lọc, hắn ngay lập tức dùng khối Tesseract dịch chuyển đến sa mạc Gobi ở Mông Cổ. Loki đang bao hòa với những nhân vật phụ ngẫu nhiên nào đó, thì một cánh cửa kỳ lạ chợt xuất hiện, ba người ăn mặc kỳ cục bước ra, sờ mó khối Tesseract. Não hắn chưa kịp nhảy số, thì một người nữa xuất hiện, nhìn quả bụng bên ngày lãnh đạo. Cầm trên tay con smartphone hiệu Tempest lưu hành nội bộ, ba tự xưng là người của TVA, Time Variance Authority, và đến bắt Loki vì xâm phạm dòng thời gian thiêng liêng. Đồng chí có quan hệ không? Có thì được tha, với ba thì không. Thế là bà ta tiến tới với cây gậy đen dài tên gió, vì chúng gió là méo mồm. Ba dịu dàng đeo lên cổ Loki chiếc vòng quản chế và gọi lính giải hắn đi, thu hồi khối Tesseract rồi dùng một thiết bị kỳ lạ để sửa lại dòng thời gian. Bị giải về trụ sở TVA, Loki biết được ba điều. 1. Chiếc vòng quản chế khiến hắn không thể chạy thoát. 2. TVA là tổ chức bảo vệ dòng thời gian thiêng liêng, những nhân viên hiện trường gọi là Minutemen. Sự kiện sai lệch được gọi là sự kiện Nexus, và mọi thứ trong vũ trụ được tạo ra bởi ba Timekeepers, các đấng canh giữ thời gian. 3. Tẩy lông định kỳ là một quyết định đúng đắn. Hắn đang cảm giảm khi thấy một tên tù nhân khác như mình bị linh gác cho biết thế nào là tàn của Tấn Hưng, nên vội cuốn cút ngay. Lúc này, một đặc vụ TVA là Mobius đang điều tra vụ việc các nhân viên TVA bị phục kích tấn công, nhưng chỉ thu được một bánh mối là thanh kẹo Kabului. Nhớ lấy thanh kẹo này nhé. Đúng lúc này, ông biết được rằng Loki vừa bị tóm và chắc chắn sắp có biến xảy ra. Loki giờ đang bị xét xử, hắn phỉ báng TVA lẫn các Timekeepers, phân bua rằng Avenger mới là bọn đi ngược thời gian, còn hắn thì hoàn toàn trong sạch, nhưng thẩm phán Renslayer lại bảo bọn trong sạch thì không có lawyer. Nên cãi ít thôi, và định tống Loki đi reset. Hắn đang sợ vì không biết reset là gì, thì Mobius xen vào, thuyết phục Renslayer cho ông sử dụng Loki cho vụ án của mình. Sau đó, đưa Loki tới một căn phòng, vừa uống 247, vừa cho Loki xem cuộc đời của mình, vừa cố hiểu hắn rõ hơn. Ông còn tiết lộ cho Loki về tương lai định sẵn của hắn, gián tiếp gây ra cái chết cho người mẹ nuôi của mình ở Asgard. Loki không tin cái mớ cứt góc này, hắn bắt đầu suy xét đủ giả thiết, nhưng Mobius bác bỏ hết, cam đoan rằng chỉ dòng thời gian đó là được xảy ra, và hắn chẳng thay đổi được gì cả. Loki định thay đổi cấu trúc xương mặt Mobius, và đúng là đéo được thật. Đúng lúc này, ba lính đầu phim, được gọi là B-15 bước vào, gọi Mobius ra nói chuyện, nhưng khi quay vào, thì Loki đã trộm cái điều khiển vòng cổ trong túi, và bỏ trốn. Mobius vội dẫn lính đi tìm Loki, trong khi hắn nhận ra TVA quyền năng đến cỡ nào, cho nhân viên dùng đá vô cực làm cục chạm giấy. Khái niệm về thế giới của Loki bắt đầu sụp đổ, các dòng suy nghĩ bắt đầu ngổn ngang. Thần lửa lọc, hóa ra chỉ là thần đằng, nên hắn quay về căn phòng lúc nãy, bắt đầu xem cuộc đời mình, thấy được cái chết của Odin, sự công nhận, yêu quý mà Thor dành cho hắn, và cái kết của đời mình trong tay Thanos. Loki nở nụ cười cay đắng, B-15 không để hắn cười xong, sầm còn mẹ nó vào. Sau một thoáng vật lộn, Loki tháo được chiếc vòng cổ và dịu dàng đeo nó cho B-15, rồi bắt đầu quấy rối người phụ nữ da màu. Một lúc sau, Mobius trở vào, cho Loki một lời đề nghị cộng tác vì tên thủ phạm mà ông đang tìm lại chính là Loki. Trong khi đó, các nhân viên khác của TVA vẫn đang bị phục kích, lành ít dữ nhiều. Sang tập 2, tại Wisconsin năm 1985, một nhóm Minutemen đang thi hành công vụ, thì một bàn tay bí ẩn với ánh sáng xanh chạm nhẹ vào đầu C-20, chỉ huy nhóm, khiến cô quay sang tấn công những Minutemen khác trước khi tự ục ra bất tỉnh. Anh nhân viên cuối cùng còn sót lại đang hoang mang, thì bị bóng người lúc nãy lụm luôn, giật lấy thiết bị chiếm xác anh, rồi xách theo C-20 đang bất tỉnh, đi qua một cánh cổng mà hắn vừa mở ra bằng Tempest của TVA. Mobius ở tầng bộ nhận tin, vội kéo Loki đi cùng. Khi đến nơi, họ chỉ thấy những cái xác la liệt và C-20 đã bị bắt cóc. Loki cố khua môi múa mép đòi gặp Timekeepers, nhưng bị Mobius bắt đài và bảo thôi làm trò hề đê. Trở về trụ sở CVA, Mobius nói chuyện với Renslayer. Qua cuộc hội thoại, ta được biết rằng Mobius cũng chưa bao giờ gặp các Timekeepers, và có vẻ chỉ Renslayer là đã được gặp. Khi ra ngoài, lại còn phải nghe Loki lại nhảy rất nhiều, nên tống con mẹ nó hắn đi làm giấy tờ để tìm hiểu thêm về kẻ thù ác. Loki đầm chán nên là đi làm phiền một nhân viên đang gõ chiếc phím cơ 75% cùng xét kỳ gáp carbon SA đã lúp và lớp form rất kỹ, lấy cho mình tài liệu về bản thân và va phải phần tài liệu về sự diệt vong đã định sẵn của Asgard. Thế là hắn chợt nảy ra một giả thiết, đó là ở một nơi mà ngày tận thế sắp xảy ra, thì dù bạn có đến nơi đó làm trò gì điên rồ đi nữa, ví dụ là quay tay bằng ảnh của NTN đi. There he goes. Hoặc là điên rồ gấp đôi, chỉ quay tay bằng hai tấm ảnh của NTN. Just stop. Hoặc thậm chí là vlog của NTN. No, don't do. Thì vẫn chả sao, vì nơi đó kiểu gì cũng bị diệt vong.
That's the apocalypse. Để kiểm chứng, Mobius đưa Loki đến Pompeii, Ý, năm 79 công nguyên, khi núi lửa sắp phun trào. Mobius thì rất sợ vô tình gây ra một nhánh thời gian sai phạm, nhưng núi lửa vẫn phun. Trong thời gian không có sai phạm, Loki chứng minh rằng mình đã đúng. Cả hai bắt đầu lướt qua vô vàn những ngày tận thế trong dòng thời gian. Và giữa giờ giải lao, Mobius kể cho Loki về ước mơ của ông, được lái mô tô nước và tán phét linh tinh về những thứ linh tinh như bản chất thế giới, thời gian, tự do và con người. Đang nói vui thì Mobius chợt nhớ ra về thanh kẹo Kaibolui, thứ giúp họ khoanh vùng khoảng thời gian mà loại kẹo này được bán. Và vì dạo này xem Pornhub hơi nhiều, Loki chọn ngay một hồ sơ về Alabama. Mobius liền xin thẩm phán Renslayer cấp phép. Cô ta vẫn nghi ngờ Loki, nhưng vì thấy Mobius đang rất tháo hứng nên cũng duyệt cho ông. Họ họp mặt cùng nhóm tinh nhuệ của B-15, rồi đến Alabama năm 2050 và nhanh chóng tiếp cận địa điểm cần đến. Tuy nhiên, nhất cử nhất động của họ đã bị Loki xấu theo dõi và dùng Tempest để hẹn giờ những quả bom ở đây nổ sau 20 phút. Nhóm Loki thì lúc này chia ra, hắn đi cùng B-15. Loki xấu gài bẫy, kiểm soát tâm trí một thường dân, rồi chuyển bùa phép sang B-15, tiếp chuyện với Loki. Nhóm Mobius thì bây giờ tìm thấy C-20, đang ngồi lại nhả gì đó về sự thật, chắc không phải nói về mấy con ô tô của Poxynex rồi. Loki xấu thì đổi xác như thay áo, tán phét với Loki. Loki gạ hắn hợp tác để lật đổ lũ Timekeepers, vì chúng ta đều là Loki nên chắc sẽ hiểu nhau chứ. Nhưng tên kia không thích bị gọi là Loki và cũng đéo có hứng hợp tác nên dùng cái cơ thể nọ để đánh lạc hướng, trong khi bản thể thì đi đặt nốt số bom. B-15 tỉnh dậy, thấy Loki đã đi mất, bên hội quân cùng nhóm Mobius và kết luận Loki đã phản bội. Loki thì lúc này nhận ra âm mưu của tên kia, nhưng hắn chuyển sang xác của một cha to béo để đấm Loki sấp mặt trước khi tắt bùa phép đi và ra mặt trực tiếp. Loki lúc này kiểu mình cứng vì mình thì có kỳ quặc không? Nhưng chưa kịp hỏi gì thì những quả bom thời gian bắt đầu kích hoạt, khiến dòng thời gian thiêng đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. TVA rơi vào khủng hoảng, Loki nữ bình thản vẫy tay bye bye rồi dùng thèm bát mở cửa bỏ đi. Loki định đuổi theo thì nhóm Mobius tới, nhưng mặc kệ ai hiểu lầm hay không, hắn bước vào cánh cửa đi sang tập 3. Loki nữ trước đó đã dùng bùa phép lên C-20, sắp nhập vào ký ức của cô để moi thông tin về TVA và các Timekeepers. Và giờ, cô đi thẳng vào trụ sở TVA, đang thiểu vắng các Minutemen, thẳng tay loại trừ những kẻ ngáng đường. Loki qua cửa, vội đuổi theo phiên bản nữ của mình, với hai vật nhọn trên tay và một vật nữa trong quần, bắt kịp cô ta trước cửa thang máy. Đang đấm nhau thì Renslayer cùng vài người lính xuất hiện. Loki vội mở cửa để trốn đến một hành tinh lạ. Vừa rơi xuống, Loki nữ giật cái Tempest định rủi. Nhưng ôi không, nó là ICD, hết pin rồi. Loki phang cô từ phía sau, định giật lấy cái Tempest, giấu nó bằng phép thuật. Họ đang định đấm nhau tiếp thì nhận ra nơi đây là Lamentis 1. Năm 2077, nhưng chả có con bug nào, mà chỉ có một ngày tận thế đáng sợ bậc nhất sắp xảy ra. Sau khi tìm được một nơi để tạm trú thân, Loki nữ định dùng bùa lú lên Loki, nhưng không được vì bé không thể bối lú lên một người lú sẵn bé ạ. Nhận ra bây giờ đấu đá đồng nghĩa với tự hủy, họ đành đi cùng nhau tìm chỗ sạc pin cho chiếc Tempest. Loki nữ tự gọi mình là Sylvie, và khi thấy một hộ nhà dân, cô đạp cửa và bị bắn sập mặt. Loki khéo léo thương lượng bằng cách tả dạng chồng bà chủ nhà và bị bắn sập mặt. Tuy hơi cáo, nhưng bà chủ nhà vẫn tiết lộ rằng gần đây có một gà tàu để đến chỗ chiếc phi thuyền di tản, và Sylvie biết ở đó sẽ có nguồn điện đủ lớn để sạc Tempest. Sau khi dùng phép của Loki và bùa của Sylvie, họ đi tàu trốn vé thành công. Mãi mới có khoảng lặng nên Loki cùng Sylvie bắt đầu tâm sự với nhau, rút ngắn khoảng cách giữa hai người và nhận ra họ có nhiều điểm tương đồng ra phết. Nhưng Sylvie chưa kịp thích thú gì cái thằng cha này thì hắn lại tỏ ra đần độn vãi cả lờ, gây sự chú ý khắp toa tàu, khiến một đồng khách khó ở mà gọi bảo vệ. Sylvie dở bài dân đánh công an, nhưng khi thấy Loki bị bảo vệ ném qua cửa sổ, đành phải nhảy theo vì hắn giữ chiếc Tempest. Sylvie cáu lắm rồi, đòi chiếc Tempest nhưng nó đã bị hỏng do cú ngã. Phép thuật như cô quá mệt để mà cáu nên ngồi xuống cầu nhau, vì giờ họ không thể thoát khỏi hành tinh đang tận thế này nữa. Và cơ hội cuối cùng là thay đổi vận mệnh bằng cách cướp con tàu và trốn thoát. Trên đường đi, Sylvie giải thích cơ chế bùa phép của mình. Cô chỉ bóp méo hình ảnh hoặc điều khiển tâm trí, chứ không nhổ nhét thêm ký ức được, và tiết lộ C-20 từng là một người bình thường cho đến khi TVA bắt cóc cô ta. Nghe vậy, Loki giật mình, nó đi ngược lại một lý thuyết về Timekeeper tạo ra mọi thứ mà TVA đã giao giảng. Hai người dạo chân tới chỗ phi thuyền, nhưng khi đến nơi, tận thế đã bắt đầu, phi thuyền bị phá hủy. Loki cùng Sylvie chỉ còn biết buông xuôi cho số phận trước khi cho người xem biết kết cục của Loki và Sylvie trên mặt trăng Lamentis số 1. Tập 4 mở đầu bằng quá khứ của Sylvie khi còn là một đứa trẻ tại Asgard. Cô bé chấp hành cách ly xã hội vô cùng nghiêm chỉnh khi chỉ chơi đánh trận giả một mình. Thì thế đéo nào, vẫn bị các nhân viên của TVA bế lên phường vì tội chống lại dòng thời gian thiêng liêng. Người dẫn đầu các Minutemen chính là Ravonna Renslayer lúc còn trẻ. Sau khi bắt cô bé đi, dòng thời gian của Sylvie cũng bị reset khi mới bị bắt tới TVA. Sylvie rõ ràng là một cô bé vô cùng nhân hậu khi yêu cầu mọi người giúp đỡ một chàng trai bị đau trong lúc áp giải. Có lẽ vì cô bé quá hiền lành, đi ngược lại bản chất của một vị thần lừa lọc và xảo trá như Loki, nên cô bị coi là một biến thể. Cơ mà hiền lành thì không đồng nghĩa với cam chịu. Đã hiểu mình sai ở đâu khi bị đưa ra xét xử, Sylvie cắn vào tay, dẫn vào chân của Ravonna, cướp lấy chiếc Tempest của cô, rồi bắt đầu cuộc đời phiêu bạt khắp các dòng thời gian. Sau những mập mờ
về Timekeeper ở 3 tập trước. Cuối cùng Ravonna cũng đưa khán giả tới nơi mà các thực thể siêu nhiên này ngự trị. Tưởng thần thánh như nào, ngồi ghế như con người thôi. Sau khi tham vấn các Timekeepers, Ravonna cảnh báo Mobius về một thảm họa quy mô lớn nếu như ông cứ tiếp tục để các biến thể phá hoại sự ổn định của dòng thời gian. Mobius lúc này có một mối quan tâm lớn hơn sau khi gặp Hunter C20 ở tập trước, yêu cầu được truy cập vào trí óc của C20 để tìm hiểu xem cô đã thấy những gì. Nhưng theo lời Ravonna thì C20 đã bị biến thành C hết, tức là đã chết. Ravonna ra lệnh cho Mobius đi xích ngay hai đứa biến thể về đây, nếu không cả hai sẽ gặp nguy hiểm. Cơ mà biết tìm đâu bây giờ? Điều này chỉ có khán giả và đạo diễn biết. Lúc này, trên mặt trăng Lamentis 1, Sylvie đang đắm chìm trong vô vọng, chờ đợi khoảnh khắc định mệnh tới và kết liễu cuộc đời bất hạnh của cô vĩnh viễn. Nhưng Loki nhắc cho cô nhớ rằng, tuy cuộc đời éo le và bất công thế nào đi nữa, thì Loki sẽ luôn có cách để sống sót. Dường như vào phút giây cận kề cái chết, các nhân vật thường dễ nảy sinh tình cảm với nhau. Loki nhìn Sylvie với ánh mắt đắm đuối cá chuối bơi trong suối. Sylvie nhìn Loki với ánh mắt si tình con cá trinh đang làm tình. Tình cảm mới nhú con cá mú dùng xìn xú giữa hai người đã vô tình tạo ra một sự kiện Nexus trên dòng thời gian thiêng liêng, vô tình giúp cho TVA phát hiện ra vị trí của hai người và tới cứu viện kịp thời trước khi tận thế nuốt chửng cả hai. Lần trở về TVA này, Loki không còn được thoải mái ngồi tâm sự với Mobius nữa, mà bị ném vào một vòng lặp thời gian, nơi Loki biến thành cầu môn cho Sif đá bóng. Một bàn, hai bàn, ba bàn, thôi không đếm nữa đau vãi lìn. Cảm thấy Loki không hợp với BDSM lắm, Mobius lôi anh ra ngoài nói chuyện. Loki lúc này tiết lộ với ông ta rằng tất cả nhân viên của TVA đều là các biến thể, đã bị tẩy não để đảm bảo vấn đề nhân sự cho tổ chức. Mặt Loki tín vờ lờ, cơ mà Mobius không tin, nhưng cũng để lại cho ông một thoáng ngờ vực. Trái lại, B-15 có rất nhiều dấu hỏi trong đầu về thân thể thực sự của mình. Vì thế tìm đến phòng giam của Sylvie, rồi bí mật đưa cô đến một dòng thời gian khác cho dễ nói chuyện. Sylvie nắm tay B-15, đưa cô trở về vùng ký ức xưa ta còn nhau còn đâu em hỡi. Nhớ lại mọi chuyện, cô bật khóc vì mình đã từng hạnh phúc đến thế. Trong lúc này, Mobius tới gặp Ravonna, có vẻ thực sự để tâm tới lời nói của Loki, nên đã tranh thủ lúc Ravonna không để ý, tựa tuyệt chiêu hai ngón, trao đổi hai chiếc tempad với nhau, sau đó trốn tới một nơi thật kín đáo để xem. Trong đoạn clip, C20 tiết lộ rằng cô đã nhớ ra mọi thứ, TVA đã cướp đi cuộc sống vốn rất đang đẹp đẽ của cô. Trong đoạn clip, cũng có xuất hiện Ravonna, chính cô là người đã thủ tiêu C20 để bịt đầu mối. Nhận ra mình đã sai khi không tin Loki ngay từ đầu, Mobius đang định đưa nhau đi trốn thì bị Ravonna và các Minutemen chặn lại. Cô ra lệnh xóa sổ Mobius vì anh đã biết quá nhiều, và ra lệnh truy bắt B15 sau khi chị này biến mất không để lại một lời nhắn. Không thể nhân nhượng thêm, Ravonna áp giải hai biến thể tới chỗ của các Timekeepers. Tại đây, hai người bị phán tội chết, nhưng bất ngờ, B-15 trở lại, thả xích cho Loki và Sylvie. Chấp thời cơ, hai người quét sạch đội hình Minutemen. Sylvie tức tối, phi dao chém đứt đầu tên Timekeeper ở giữa, và ngạc nhiên chưa? Những thực thể mà người xem tưởng là các bậc thánh thần, hóa ra lại là người máy. Ơ, thế ai là người tạo ra TVA? Loki đang định nói, thì đạo diễn bảo Ravonna xóa sổ Loki đi, đừng để nó spoil tập sau. Loki tan biến, nhưng tan biến về đâu? Hóa ra, sau khi bị Ravonna đâm, Loki bị đưa tới một dòng thời gian khác. Không biết đây là đâu, chỉ biết rằng trước mắt anh là bốn biến thể khác của mình. Theo thứ tự từ trái qua phải, chúng ta có Loki, một phiên bản Loki da nâu cầm búa. Lokit, Loki phiên bản The Voice Kid, vua của vùng đất hư không. Em họ Khazik, người có quyền lực nhất trong các bản thể của Loki. Oki, phiên bản Loki khủng hoảng tuổi trung niên. Và cuối cùng là con cá sấu này, tôi tạm gọi nó là Vodka. Oki nói đây là The Void, tạm dịch là vùng đất hư không, không phải The Void đâu nhé. Cơ bão đen xì xì đằng xa kia chính là Elias, thứ dễ nuốt chửng tất cả nếu như Loki không đứng dậy và chạy ngay con mẹ nó đi. Họ chạy đi đâu? Tí tôi nói. Quay trở lại TVA, Sylvie bắt đầu đặt ra 10 vạn câu hỏi vì sao cho Ravonna, nhưng rất tiếc cô không phải là chị ông vàng và cũng chẳng biết cái mẹ gì về sự hình thành của TVA. Nhưng Ravonna bật mí một bí mật nghe khá là thật. Thì ra, các thực tại phần nhánh không thực sự được reset, mà thay vào đó, chúng được chuyển tới The Void, tại điểm tận cùng của dòng thời gian. Nói cho dễ hiểu, thì các thực tại hình thành từ các sự kiện Nexus sẽ bị coi là rác, và điểm tập kết của chúng là bãi đổ rác, aka vùng hư không. Và bằng một cách rất chủ dập, các phiên bản của Loki sẽ buộc phải trở thành người xấu và tạo ra các sự kiện Nexus, để rồi bị coi là các biến thể gây hại cho dòng thời gian thiêng liêng và bị xóa sổ. Sự kiện Nexus của mỗi Loki sẽ khác nhau, nhưng đa phần đều là do làm trái với cuộc đời được định sẵn của mọi người. Ví dụ Nexus của Loki là giết chết anh trai Thor, Loki thì giết chết Captain America và Iron Man, rồi đeo găng tay vô cực đầy đủ 6 viên đá. Vodka thì lỡ ăn nhầm con mèo hàng xóm. Éo lại hơn là Nexus của Oki, khi ông muốn trở thành người tốt, một người có trách nhiệm với gia đình, nhưng số mệnh của các Loki chỉ có một, họ buộc phải trở thành kẻ xấu, kẻ phản bội, nếu không thì sẽ bị coi là một biến thể gây hại. Không đầu hàng số phận, Loki muốn giết chết Elias và thoát khỏi vùng đất hư không này. Nhưng các Loki khác, những người đã quá thông thạo vùng đất hư không, thấy suy nghĩ táo bạo của Loki quá khờ khạo nên đã cười nhạo rất nhiều. Loki dỗi, bỏ đi cờ mở nở luôn.
Không ngờ lại bắt gặp một đại gia đình Loki khác mà người đứng đầu chỉ huy là Loki tổng thống, người tôi tạm gọi là Low Biden. Tại sao họ lại ở đây? Hóa ra Loki đã âm thầm bắn đứng Loki, báo vị trí của cả nhóm cho Low Biden, hòng lật ngôi của Loki tại vương quốc này. Tuy nhiên, đứng trước ngai vàng, bản chất xảo trá luôn sẵn sàng phản bội của các Loki bộc lộ, lao vào tàn sát nhau hòng độc chiếm ngai vàng. Loki, Oki, Loki và Vodka tranh thủ lúc hỗn loạn đã chuẩn đi trước vì đã quá ngán ngẩm với mấy cái trò chơi vương quyền, để cho thằng què làm vua thì đếch ai chả chán. Thay vào đó, cả nhóm đồng ý giúp Loki tiếp cận chỗ của Elias. Tuy nhiên, họ sẽ không tham gia cùng anh. Quay trở lại với Sylvie, ngỡ tưởng Ravonna sẽ giúp cô tìm chân tướng sự thật, nhưng thay vào đó lại gọi hội tới, dồn cô vào chân tường, buộc Sylvie phải tự mình đi tìm hiểu, nhét chiếc tempad vào túi quần sau, lấy chiếc bút xóa khổng lồ của các Minutemen để tự xóa sổ bản thân. Đúng như dự tính, Sylvie tỉnh dậy tại The Void. Cơ mà lâu ngày chưa tắm, Elias đã đánh hơi ra mùi cô và mò tới từ lúc nào. Rất may trong lúc Sylvie bỏ chạy, Mobius phóng con xe cà tàng tới cứu kịp thời. Cơ mà cô đến đây không phải để trốn chạy. Sylvie muốn Mobius đưa mình lại chỗ ở Elias, cố gắng quyến rũ và tìm hiểu xem thế lực đứng sau nó là gì. Thật may, trên đường quay lại chỗ con quái vật, Sylvie đoàn tụ với Loki. Đoạn này Loki chạy trông như kiểu "A, mẹ về." Hai người quyết định sẽ cùng nhau đương đầu với con quái vật và cố gắng quyến rũ nó. Thế đi luôn còn gì nữa, ngồi đấy mà chim chuột nhau à? Oki, Loki và Vodka thì không tham gia vụ này, còn Mobius thì trở về TVA để kể toàn bộ sự thật về tổ chức này cho mọi người biết. Chật vật một hồi lâu, Loki và Sylvie gần như chẳng làm được gì con quái vật. Đúng lúc này, Oki xuất hiện tạo ra một ảo ảnh đánh lạc hướng ở Elias, câu đủ thời gian cho hai người bạn của mình trước khi bị con quái vật nốt chừng. Chấp thời cơ, Sylvie cầm tay Loki, hai người hợp lực cuối cùng cũng may hoặc thành công con quái vật, cơ thể của nó tách làm đôi để lộ một tòa lâu đài. Liệu đây có phải nơi các Timekeeper thực sự đang ngự trị? Câu trả lời có ngay trong tập cuối. Nếu các bạn thắc mắc giải sáng xung quanh lâu đài là gì, thì nó là dòng thời gian thiêng liêng. Bước vào bên trong lâu đài, hai người được chào đón bởi Miss Minute qua lời của cái đồng hồ hoạt hình, thì đây là lâu đài tận cùng của thời gian, được cai quản bởi một người đàn ông gọi là He Who Remains. Tên ông này đọc méo mồm bờ lờ nên tôi gọi tạm là He He. He He là người tạo ra TVA và toàn bộ dòng thời gian thiêng liêng. Bước tiếp vào trong, cuối cùng họ cũng gặp người cai quản tòa lâu đài. Đấy, chủ nhân toàn bộ thời gian trong vũ trụ là người da màu, thế mà ở trái đất lại bị lũ da trắng đè đầu cưỡi cổ. Ông này dẫn hai người lên văn phòng của mình. Sylvie hùng chó định diện chết ông ta, nhưng nghĩ cái đéo gì thế, đây có phải người thường đâu, biết mình trêu nhầm người. Cả hai ngoan ngoãn rồi ngồi im nghe ông ta kể chuyện. Sau một hồi lâu ơi là lâu, chúng ta biết được rằng He He là người vẽ đường cho Loki và Sylvie chạy. Mọi chuyện xảy ra trong đời cả hai đều là do ông ta định sẵn. Thậm chí, ông biết hết những gì hai người sẽ nói và làm. Tuy hơi khó tin, nhưng thực sự, He He tạo ra TVA để bảo vệ sự ổn định của các dòng thời gian. Cụ thể, nhiều năm trước khi TVA ra đời, một bản thể của He He sống trên trái đất vào thế kỷ 31 đã phát hiện ra dấu hiệu của đa vũ trụ. Tình cờ, các phiên bản khác của He He cũng phát hiện ra điều tương tự. Một cách rất tự nhiên, các phiên bản này liên lạc được với nhau rồi xây dựng những mối quan hệ đẹp giữa các vũ trụ. Tuy nhiên, trong những bản thể này có những người vô cùng hiếu chiến, tham vọng chinh phục các vũ trụ khác. Chính vì vậy, chiến tranh đa vũ trụ nổ ra. Trong sự hỗn loạn, một bản thể tốt của He He đã chạm trán Elias và biến nó thành vũ khí hủy diệt toàn bộ cuộc chiến đa vũ trụ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Kang cô lập dòng thời gian duy nhất của mình lại, biến nó thành dòng thời gian thiêng liêng và lập ra TVA để quản lý nó bằng cách ngăn chặn mọi sự phân nhánh, bảo vệ hòa bình cho vũ trụ. Vậy tại sao Kang lại vẽ đường cho Loki và Sylvie tới đây? Thì ra, ông muốn hai người kế nhiệm quản lý dòng thời gian thiêng liêng và TVA thay ông. Việc bổ nhiệm này là tự nguyện trên tinh thần bắt buộc, vì nếu hai người từ chối và giết He He, vũ trụ một lần nữa sẽ phân nhánh và trở nên hỗn loạn, chiến tranh đa vũ trụ sẽ lại diễn ra. Nghe bài diễn văn có vẻ rất thuyết phục của He He, Sylvie vẫn đéo tin, rút vũ khí ra định chém. Loki ngăn lại vì anh thấy những lời nói của He He đều là thật. Rất có thể khi giết ông ta xong, dòng thời gian sẽ hỗn loạn và mất kiểm soát. Sylvie thì nghĩ Loki cản mình vì muốn có quyền lực và sự cai trị. Bất đồng quan điểm, hai người rút vũ khí, giao lưu võ thuật. Đến cuối cùng, Loki vẫn nhất khuyên nhủ Sylvie hãy nghĩ lại, nhận thấy không đủ bản lĩnh để giết Loki, nhưng cũng không thể tha thứ cho He He. Sylvie đẩy Loki qua cổng không gian về trụ sở TVA, đâm một nhát chí tử vào ngực của He He, khiến ông chỉ kịp thốt lên: "Xin kính chào và hẹn gặp lại." Lúc này, dòng thời gian thiên liêng bắt đầu phân nhánh dữ dội, mất dần kiểm soát. Mobius nhận ra dòng thời gian đã vượt quá giới hạn, không thể nào quay trở lại như cũ được nữa. Và đây là sự kiện mở đường cho Trang Đại Phu, đa vũ trụ khủng điên. Loki sau khi bị đẩy về TVA, liền đi tìm gặp Mobius và B-15 để kể cho họ những điều xảy ra tại nơi tận cùng của thời gian. Kỳ lạ thay, Mobius hay cả B-15 đều chẳng biết Loki là ai. Các bạn muốn biết tại sao không? Like video và đăng ký kênh thì là một video phân tích luôn này. Tập phim kết thúc với hình ảnh bức tượng lớn tại TVA, nay đã thay đổi hình dạng từ 3 Timekeepers trở thành một bức tượng duy nhất mang hình dạng của Kang The Dù, hay còn được biết tên với cái tên Kang The Conqueror. Có lẽ đây là TVA của một thực tại khác, nơi Kang The Dù cai quản dòng thời gian thiêng liêng. Không hiểu đúng không?
thế thì like video chứ còn gì nữa. Tóm lại, sau khi xem hết 6 tập phim, điều tôi rút được ra tất cả là tại Húc không được đi thang máy. Hết phim. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của The Reviewer. Xin chào và hẹn gặp lại.